Rồi, ba anh em Vin chào cả nhà nha. Hôm nay anh em Vin dẫn về cái nhà về cánh đồng với hoa cài đi bắt cua nha cả nhà. Nhầm tôm hả? Nhầm tôm. Dính không anh? Hồi nãy cái nhà thấy Vin vai đồng ruộng thấy hai anh em khoe cua quá chừng luôn. Nhiều chưa béo? Nhiều ha, nhiều ghê ạ. À, đã già đã già. Cái gỗng này nó ít hơn gỗng ngoài. Thấy cua mình lết quá lết mà. Ô béo ơi, dở lên cho người coi cái. Nè cái nhà. Chiến lợi phẩm của hai anh em đi từ nãy nha. À. Ồ, quá chừng luôn. Bự bự không không? Ừ, thấy à. Đã chưa. Có ăn lương như ta. Kẹp con rồi, nó kéo con đây rồi. Kéo con ra nãy thấy chú bà kéo của mình quá tài luôn mà. Hết á hả? Hết nè. Ừ, lúa này đang ta rước đồng phải không béo? Rước đồng. Ừ, nó chứ có bông lưa thưa nè cái nha. Chỗ đồng rồi nè. Đây có hai hang lương nhiều ghê nè. Mày lương nhỏ nhỏ không? Ê, cua. Cô mà dán nó hàng lương. Cô nhỏ. Đó, còn cô mình bắt được mình lên rồi. Này kia nha. Bắt nó là quá trời luôn. Bỏ nó nè. Đây còn hàng ơi, cô lộn với mẹ. Lộn bắt luôn. Nè. Cô chết. Con cô lộn còn nằm trong đây nè. Cái này giỏ hay chết. Cái giỏ. Nè cô lộn nè. Nè. Tái chanh liền. Ghê không. Ăn bao gượt luôn á. Đâu. Ý. Đấy, mèo à. Cứ lột mà biết. Gặp cua biển. Bên kia có không? Cô Minh mà con một đâu vậy? Dạ còn nó nằm trong đây nè. Con này bỏ ngoài đi. Thôi thả đi. Thôi nó cắn banh xác luôn con cua đó. Ngăn cua kia kẹp chết luôn á. Để con hẹn. Hay nhiều lắm. Nghe thấy hè nè mà dưới bắt mà khoe luôn quá à. Tại luôn á, ngoài công nhận nó giọng với dồn mãi hay. Có. Lâu lắm rồi mới lội lên cánh đồng ruộng vậy luôn nè cái nhà. Hồi đó như vậy á là Bin với béo hả? Làm hoài vô mùa hả là cứ như sáng đi học chiều qua béo kiếm hai anh em đi tát mấy cái con kia nổi y như vậy luôn nè cái nhà. Đắp lại tát nó có nhẽo đi chào bá luôn đó bự nè chú ơi, nè nó làm hang nè chú ơi. Đây rồi con mở coi. Không có con cua cười đá. Ở nó trong đây nè. Cua bò nó bự luôn mà. Ôi nhỏ. Gì vậy? Nè, đó. Nhỏ. Nè con, đây có con cua nè. Nè con cua, trời ơi con cua nằm ở đây nè. Nè cái hang nó nằm ở trên luôn. Con cua bắt nó ra đi. Nè nó nằm ngồi. Phải. Nó nằm sát nách á. Có không? Chui hang rồi. Ừ, cái càng gỗ càng mà. À, nó chui cái này nè ông ơi. Hả? Nó nhỏ à chứ không bự. Giờ cỡ nhỏ cái cua chứ không phải hả? Ủa hàng hồng. Hàng hồng à. Cứng nhắc kìa. Hơi cứng, nãy hay chọc cho mà chưa xuống tới dưới. Quá. Để có này vô hả chú ta. Đây. Con họ con hem nhỏ này nữa. Thôi không có rồi. Con có còn không bự. Quá tại hàng luôn, hàng thứ mười thì chứ. Mà hình như nó vòng lên trên kia, cái này người ta mới tát á nha. Cái nhà thấy cái bè không? Dạ. Mấy chú thế này cũng mới tát bắt cá, nó chạy lên cái đầu kia. Nãy của mình quê bắt quá chừng. Trời bắt quá vô. Chán luôn. Trời quá luôn. Rồi, rồi. Thế anh em mình khỏe rồi đó, tối nay anh em mình sẽ có một nồi cháo cua. Lâu lắm rồi không ăn cháo cua, không hồi bữa trước nhắc tới cái nhà. Vé của mình cũng đi xuống đây bắt cua nè. May hả bự. Xịt nước mát rồi. Nó rồi. Thôi ra kinh tắm luôn con. Đúng, đúng. 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 Đây. Nắp gì mày. Thôi thấy nhiều rồi thì anh em mình về. Đủ ăn là về được rồi. Nhãn kinh tắm sơ. Ừ, nhãn em xuống tắm đây rửa cua luôn. Ta là người bụng đây. Mình nhảy xuống rồi sâu mình. Nhảy xuống mà không thấy mình đâu là biết nó sâu á. Có lưới đằng đây, đằng lưới đằng đây. Coi chuyện với cá nha. Ừ, lưới hư rồi. Một thời tấm kinh. Mày lưỡi. Ừ, mát dữ hen. Mày hả bưởi. Cái này món mình kiếm ụ, xuống đây mình kéo cá đi ha. Ok. Cái ruộng này dắt dắn có cá lóc, cá tê nhiều lắm á. À. Rửa bán cô luôn nha cô béo. Rửa chứ. Mát quá. Nước lạnh ngắt rồi mới dám hô mát. Trời ơi, kìa nha. Một thời thơ ấu đây rồi. Ôi con cua hay gì kìa chú hả?
Sông chết. Bành xác nó chết rồi. Cỏ, cỏ. Em lại. Quá đẹp hay ơi. Lên năm rưỡi hay em. Ta tấn tôi luôn. Ừ, cái thùng này thì nó hơi nhỏ. Tấn mình á. Tấn hơn mình ơi. Để ý cũng chắc luôn. Mát lưng luôn á. Xíu nữa là bị em ấy tém cái lê xe điện rồi. Cái thùng này thì anh em hơi khó quay vô tao một xíu nha cái nhà. Quá trời đã luôn cái nhà ơi. Đây nè, bé bên đây cái nhà cái nhà. Đúng rồi, quá hết tận tua luôn. Nãy giờ anh em mình bắt đâu được tiếng đồng hồ hay ha. Đúng. Nửa tiếng, không gì được nửa tiếng à. Rồi, bây giờ anh em Vinh về đám rưỡi nha cái nhà. Hẹn cái nhà. Rồi, tối nay gặp lại. Chỉ có một cái nồi cháo cua. Ngon, tối mà ăn cháo còn gì bằng nữa. Đúng. Bye bye cái nhà nha, về trời gặp. Bye bye cái nhà. Anh em Vinh tắm rửa ngon lành cái nhà, về tới nhà rồi. Anh em Vinh sẽ chở mới cua bắt được nha. Đã chưa. Thao. Có con, có vài con nó bị cua kẹp hay vậy ha, Minh nó bẻ càng nhiều quá vậy nữa. Nó bị lật gọng nha. Ủa, nó con kẹp. Con kẹp không? Có con mạnh mà con. Ok, hôm nay thì Vinh sẽ nấu một nồi cháo cua hải sản nha cái nhà. Cháo cua đồng hải sản. Chờ anh em Vinh hái một cái mướp. Với Vinh có mua một ít cao lúc hai anh em đi tắm á. Cái này cho nó nước ngọt. Tay nhỏ luôn rồi. Thôi, một tái thôi, tay nó ăn không hết rồi. Tay này để dành ha. Để dành lại đi. Tay này để vài bữa nữa. Okay. Mấy tay này bị hư, cái này tái rồi, ba tái luôn. Cái này còn nồng nè. Cái nồng mình này mình nấu tới tối là ấm luôn á. Tại muốn mưa đó nè. Ta chiều lại về cái nhà nắng chuyển rồi cái nhà. Vô mùa này mà. Đây là cái phần mà Bin có mua thêm này nha cái nhà. Nấu cháo cua đồng hải sản thì Bin có mua hai loại thôi nha. Mua thêm. Đây là tép nè. Tép bạc nuôi, tôm nuôi gì nè. Còn cái này là mực. Nè, thêm một ít mực nữa nha cái nhà. Đó cái đây luôn đi của mình. Đó cái đây luôn đi con. Rồi chú Bin mặn cho. Ôi, mực. Nó phải mực rồi. À vậy thôi để luôn cũng được đi. Nè đây là mực cái nha. Còn thêm tôm nữa. Và một chén thịt lộn nha. Trứng này hơi phải ăn trước hay lắm. Thôi trứng này hay theo hay nghĩ là anh em mình luộc trước luôn đi. Không? Luộc rồi đập vô ăn nóng luôn. Lúc kia mình bỏ vô thì phải chờ nó chín. Còn anh em mình luộc xong rồi thử luôn à. Nào mình có rồi chứ hả. Cho găm thịt lộn thường thường người ta hay cho găm gì lắm. Thì mình luộc trước rồi hơi cái bắt đầu cái mình lỡ ra cái mình bỏ vô chén lụm luôn. Cần chi mà mình đập vô kia nữa. Giờ hai anh em lặt cao đi rồi chúc hai anh em xử cua mới cua nha. Ok. Mình xay xong hết đi ăn nước cua rồi đi lọc cho cái nhà xem. Cái này giờ hai đi bằng mực chứ lọc tép. Đã hơi đổ vô là nồi cháo mình là mình xử luôn á. Rồi của mình lặt cao đi chú Kha làm cua cho. Ok. Thằng Việt. Ngon một Việt. Ok. Này cho cô Bèo với thịt cua một bữa. Bắt đầu cho tí muối vô nha cái nhà. Bắt đầu cái nhà quậy cho muối tan á để lửa cho nó sâu lên cái nhà trước á. Nè anh em Vinh đã chuẩn bị hết rồi nè cái nha. Hộp dịch rửa sạch. À tôm lột sẵn nha, mực bằng đôi xanh luôn. Đôi xanh luôn. Cắt vỏ mướp đồ ra luôn, vớt thịt cua xong xào với trứng làm chả cua rồi ha. Tới nách. Nè chú Vinh cho ăn cái gì? Cháo hộp dịch lộn có hai sản nữa. Nè tiên tiến hơn cái nồi chả cua hồi trước phải không? Một năm gì trước. Hơn năm rồi hai. Hơn năm rồi. Lắm rồi. Cua nè, hải sản nè. Đã chưa? Đây rồi bé vớt được rồi cô bé. Đó, đó. Trời ơi, có quá là thịt vậy. Vớt được cái trâu rồi anh em mình hơi mà bỏ ra cái cho nó gáo ha. Gáo rồi nữa cái nhà. Cái con cua này nó mập. Bây giờ thịt nó quá to luôn. Đúng chắc cua đồng thôi chứ nè. Cái vớt cái vậy đó rồi hơi mình bỏ lên cái mẹt đó cái nhà. Cho nó gáo nước. Cho nó gáo nước rồi mình xào rồi làm chả cua nó sẽ ngon hơn. Quá thịt luôn rồi. Đặc luôn. Cô chả cua luôn. Cái này nó không ngọt nước luôn á. Nó đặc cua quá. Đặc cua quá. Mình bỏ ra cái mẹt mới được. Mình chuẩn bị sắm cái mẹt đẹp mình. Nè, nó đặc cua rồi cái nước nó trong cái nha. Vớt ra xong cái này Vinh để gõ cái nước đó thì Vinh sẽ dùng để nấu cháo nha. Cái phần chả cua mà Vinh để khô rồi cái nhà Vinh sẽ cho nó vô hai cái trứng vịt. Cái này biết chưa, chút Vinh xào thịt cua á thì nó sẽ dính cái mảng thịt cua lại thì anh em mình sẽ ăn được ngon hơn nhiều hơn. Còn cái kia mình để nó lỏng quá thì nó sẽ ít hơn cái nha. Giống như là xào cho nó dính mảng lại.
Khúc này em cắt cục bự không ha? Cắt kiểu nào cũng được, dài hay gì đó sao cũng được. Ồ. Chưa. Chút xíu nữa bình phi tỏi phi hành lên cái bình xào nó cái. Cái bình tin nữa kìa. Nấu cháo tiếp. Em lột hột vịt nha. Ok. Hột vịt đấy em. Dạ bình phi một tí hành cái đã. Cho nó thơm. Cháo là phải gặp hành. Đây, rồi cô của mình. Thịt cua. Quá là thịt cua luôn. Đây vậy làm cái thịt cua mình nó bớt cái mùi cua cái nha, bớt cái mùi tanh cua á. Cho ít gia vị vô đây thôi nha cái nha. Cua mình nó ngon. Thôi mình nêm cháo luôn. Cái này chỉ là số ít thôi. Thơm quá mình ơi. Thơm quá thầy chứ thôi. À, thấy không, nó đóng cục rồi nè, chứ nó không có nhuyễn giống như lần trước. Đúng rồi, nó săn lại. Làm càng ngày càng có kinh nghiệm rồi nha. Cái săn là do hộp vịt hay hả? Đúng rồi, cái hộp vịt nó kết dính lại á. Hơi mà múc một chén cháo mà có dính vô cục cua này nữa là nhức nách luôn á. Tới nách luôn. Cái dĩa này hơi bị bé rồi, bé ơi. Rồi, để em kiếm gì khác đi. Vậy được hai dĩa rồi. Không dĩa nữa cái nha. Nghe coi này, chị sẽ có đại không? Còn cháo này thì Bin đã nấu nhựa sẵn nha cả nhà. Chuẩn bị trước. Đây là cái nồi nước cua. Cho em nó vào. Thôi em nó đụng nhau hết. Thấy. Bây giờ mình chờ nó sôi lên cái mình nêm lại là mình sẽ có một nồi chóc cua hải sản. Tại vì cháo này hồi nãy Bin chưa có nêm, Bin chỉ nêm cái phần cua xào thôi à. Nước cua nghe. Mà nó ngọt. Cho muối vô mặn mặn cho ít. Trời ơi, nhiều nhiều đi chú mày. Đưa cái đầu vô con. Lên, tát. Tát vào, tát vào. Tát cho mình cháo ra luôn. Cháo của anh em Bin quá trời tháng luôn cái nhỉ. Rồi cua đồng. Cua đồng hay sẵn hả? Dạ. Thôi ba anh em Bin mời cả nhà ăn cháo cua đồng cùng ba anh em Bin nha. Bé mời cả nhà. Con mời cả nhà. Vô. Cháo sôi lên đầu bột rồi đó. Rồi giờ bỏ vô cái nhà ơi. Tôm nè. Cái này nó ngọt càng thêm ngọt. Mực nè. Tôm với mực cái nha. Đây nè, còn cái đây là cái dĩa cua của anh em Bin này cái nha. Cua nè. Rồi vô. 50. Ok. Ồ vậy cho nó đã. Ôi, còn cái kia là còn phần cháo còn lại cái nha. Thôi kéo tát cua tát tướng phụ của mình đi. Tướng thai. Hai nóng. Nóng hả? Thì con mới vừa mới ra luôn. Coi nè. Rồi cho mực nè, tướng vô luôn. Đây nè, đó một trứng rớt vỏ luôn. Rớt vỏ hả? Rớt vỏ vô luôn rồi cái nha. Cái này anh em Bin cho vô cho tôm mực nó tính lên cái nữa cái anh em mình sẽ dùng nha cái nha. Hai trứng biết rồi, biết rồi, nó dính vô cái mề ấy ha. Nè không quá đã luôn cái nha ơi. Thôi ba trước ba tướng đi tứng, trước ba tướng thôi ba tướng ba anh em ba tướng rồi tại tướng gà tướng vịt anh em Bin luộc rồi cái nha. Trời sâu lên cái nữa anh em Bin sẽ cho mớ hành đi múc vô chén, cho mớ hành rồi múc vô chén. Thôi con. Mau đi con. Nó bụng quá. Đồng tộng lên cho nó chín này. Tối dữ lắm rồi, mực với tôm nó cũng mau chín lắm cái nha. Cho nó sôi một ổn xíu nữa. Sao lên đây nó hết quấn chùi xì với chú cháu mình chú hả? Lên đây quấn tù xì nó thôi, chú khai chạy luôn. Giờ tới còn thịt không hết, còn nhỏ không chứ tôi quấn tù xì. Ủa nè, sai mà sai phần thịt cua luôn á, càng cua luôn cái nha. Vậy chú cháu mình sẽ kẹp lại đó. Kẹp còn cắn nữa mà lấy cái đũa kẹp đó hả? Nó lấy càng anh em Bin lấy đũa cái nha. Đúng rồi. Nhức nát được cái nồi cháo luôn nè. Cháo. Thấy ngon rồi đó béo ơi. Rồi coi cái nhà coi tôm nè. Em múc vô chén luôn. Hột vịt lộn nè. Con tôm nè. Mực nè. Tôm rồi chú hả? Tôm nè. Để con lấy thêm con tôm hạnh cái nữa. Cua nè. Quá tài quá đắt. Quá tài hấp dẫn. Cái
nè, coi trứng chó cua hay trứng của anh em bên này cái nè. Hột vịt nè. Nhức nát. Tôm nè. Mực nè, cua nè. Tát nước vô, tát nước vô. Một cái không quá. Có. Của mình đây cái nè. Vô. Tiêu vô, tiêu vô. Mình nói anh hàng không tiêu không? Chỉ mấy hành phi nữa. Chỉ mấy hành phi nữa. Dịch nè. Cua đâu rồi? Đây, cua nằm đây. Cua tốt. Ôi. Thôi, dùng miếng mình. Thôi, ba anh em mời cái nhà nha. Cho thêm... mời cái nhà. Có mời cái nhà. Mời mời thêm mớ 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 mướp nữa. Cho nó ngọt nữa. Hấp đi mình. Rồi, con ăn đi con. Chờ gì nữa. Còn bên cũng chữ nghe cái nhà. Đây. Ừ, khó bày quá, khó bày quá. Làm miếng nước coi nó đậm đà cỡ nào. Nước cua ra ngon. Tới bánh luôn hả? Tới bánh luôn rồi chứ hai. Ăn tiêu không? Bình không, thôi, hai không ăn. Hai không biết nói gì hơn. Ngoài trừ ngọt. Đâu đem húp coi. Nước miếng chảy lòng hồng. Úi dơ ơi thật. Nóng như vô kha. Cái nhà cũng ngọt hết trơn á. Tôm, cua rồi hen. Ờ, ăn cục chả cua ăn. Ăn nguyên cục luôn hả? Sướng hơn cái mà nó lỏng cái hang. Ừ. Đó. Wow. Hai niêm vừa ăn nữa. Ngọt ngọt béo béo. Ừ. Đi một vòng chạy xuống cánh đồng cái gì? Đang đồng gì? Dòng tôm. Dòng tôm cái nhà. Bắt có một cái con kinh nổi thôi mà được bao nhiêu đó cua. Hai nào cũng thọt. Nè hai anh em ăn đại nha, thoải mái nha. Dạ. Cái này mình ăn từ từ, không dám ăn nhanh, nó hơi nóng. Có ăn bạch tuộc nè. Rất là mát luôn cả nhà ơi. Mực à, người ta ăn này mực của gà. Mực, mực. Đây, cắm vô. Con này có mực chứ không phải ăn bạch tuộc. Đúng rồi. Nè của mình cho nước mắm ít quá, chắc ăn không đủ quá. Đúng rồi, nước mắm mặn luôn hả? Giòn. Cho mực giòn nhiều nhẹo không? Chứ bên thì bên phải ăn con mực hơn con bạch tuộc cả nhà. Tôi ngại quá. Ồ ha, không ăn con này đâu. Cái cục này, ăn cục này tước nè. Có cục này, chấm cái. Chú Kha, hồi đó con có ăn con ăn cái miếng vàng này không mà chú Kha. Hồi nhỏ hả? Ăn miếng vàng không à? Vợ ăn miếng vàng rồi con rắn rắn rồi chú Kha. Chết luôn hả Minh? Trời ơi, là một con luôn cái nhà ơi. Bớt lửa đi cô bé ơi, bớt lửa đi, hồi cháu mình hãy đóng đất á. Dạ. Bình cũng phải làm con tôm chứ, hay nó ăn hộp lộn, Bình ăn con tôm. Ăn nữa cái mình đập trứng vô cho nó chín nha. Dạ. Cho nó nóng lại chứ, chín dạ, là chín rồi. Quá hấp dẫn. Bỏ đũa. Này tối ngủ cho mát luôn nha. Mát không? ăn cháo. Ơi, con tôm nó ngọt. Mà sao không ngọt nha, không biết Bình có bị ngu không nữa, nhưng mà thật sự là Bin ăn cái món tôm nuôi ở nhà cái thịt nó mềm á, Bin thích hơn cái con. Vì khi tôm càng xanh ăn thì nó ngọt, nó chắc là thiệt mà nó cứng á. Dĩ nhiên nhất là con tôm gì mà người ta nuôi thăm canh. Tôm sú. Rồi tôm sú nuôi thăm canh, tội cái thịt nó cứng ngắc hả. Nó chắc thịt dữ dằn luôn á. Mà tôm nó hơi đắt nha cả nhà. Hồi đó nhớ anh em mình đi mà đi biển về ghé mua về cho gia đình con 400 mấy 500 ngàn ký á. Đúng rồi. Mắc. Mua có mấy con rồi cả nhà. Mua về mà tính nhà bao nhiêu người mua mấy con chứ không tính tới mình luôn. Bin mua có 3 con hay gì cho ba hay chồng với cho vợ với con à. Bin nó cũng mua nhiều nữa. Tại vì nó đắt quá. Mà con tôm bự lắm nha cả nhà. Tính ra con tôm đâu nhiêu ta? 50 mấy ngàn. Năm mấy ngàn con. Tôm bự chà bá luôn. Bự chà bá luôn. Hình để cái giá quay cho hay mượn cái web. Dạ ha. Đây nè, hai anh em muốn ăn á, lấy dùng giá nè. Mình vớt thêm là... mực với bạch tuộc rồi vô nè. Mực với tôm. Tôm. Bạch tuộc. Này nè, anh em Bình không có vớt ra nha cái nhà. Để tâm mình cháo vô luôn. Mình thì khó vớt ra. Nè Minh con vớt ra đại nha Minh. Ăn thì vớt ra đại nha. Chú Bình vớt có 3 mực với 2 tôm à. Ăn ngon quá. Đừng thấy tôi không có khói, tưởng là tôi nguội nha. Chú dính gì vậy? Nóng à. Rất nhỏ quá tài rồi. Chảy nước nữa, rất nhỏ nữa. Không mà vậy là cái tính còn nóng rồi, hai anh em đập vô dạ, chén nóng, luôn là xử nóng, luôn. Nóng lắm. Không cần mình hâm nóng lại, cái đó là chú Bin kêu con đập vô chén là khi nào mà cái tính mình nó nguội rồi á. Dạ. Trứng nó
Nhóc quá rồi thôi. Khi nào mà nguội mình hâm lại thôi. Mình dắt cua nữa đi. Đó, bên cua lên. Review tướng không dịch lộn cái được. Cái nồi cháo này cho được được quyền cho lựa nha. Chứ không cho lựa là đâu có gắp cua được. Đúng, đúng. Có còn mấy clip mình TikTok với mấy clip hạ trên mạng cái nhà. Thấy mấy anh mà ở nước ngoài á ăn cái tiếng hồng vịt lộn cười muốn chết với mà ảnh nè. Lọc nha, đông không cho ăn được. Đó con cũng vậy, con cũng sợ con á. Bao tay luôn kìa nha. Đâu rồi, đâu mất tiêu rồi. Nè, chín ngon lành không? Ở đó con ăn tùm vàng rồi, có con đâu dám ăn đâu, nhỏ đâu dám ăn. Sợ. Hồi lúc sợ. Mà từ lúc mà có hai đứa nhóc rồi thì chú Bin có ăn tầm vàng không à? Dạ. Nó ăn con hết trơn rồi nó bỏ vàng không chết. Nếu con ăn con nó mềm, tầm vàng nó lúc mà nó cứng hoặc là nó dẻo á. Dạ. Nó dài nghéo quá ba ơi. Đi dẫn nó ra hồng vịt lộn cái nhà nó ăn đòn con, hồng Bin ăn tầm vàng không chết. Nghén mà tầm vàng nghén lắm chứ bộ. Ăn nhiều nghén lắm á. Cái nhà biết sao Bin thấy con mực á, tại nó mềm, nó giòn nhẹ và nó mỏng. Rồi con mực tổ nó dày quá. Con mực tổ của chú má. Thấy cái con mực á, nó có lỗi mà bỏ như nước mắm nhúng cái rồi nó hút nước mắm vô cắn cái một họng nước mắm luôn. Nhưng mà nước mắm nó nước mắm chua ngọt hay gì á. Không ngon. Ngon thái rồi á. Cái gì hút gài hay nổi con tàu á nha. Ăn mực tươi mực nhảy á. Cái đó hơi bị cay nha. Với lại nó còn ống mực nó phập ra cái ly đó nó đen rồi à. Mà chú Nguyên có khi nào cắn xong cái nó không dính mực nó, cái mình rút ra nó phụt vô mặt mình không ta? Bình thường. Trường hợp đó có thể thi à. Thì bữa nào chú với chú Nguyên nè, hở đi chú Nguyên. Làm ơn mực hái vậy. Chắc nó vô đó nó uống nước á. Có mực đó ở đây kiếm mua. Không biết chỗ mua. Con mực nó trong veo hả? À. Không biết gọi mực gì. Tao nghe mới bắt lên luôn á. Chắc là tươi lắm á. Còn sống à. À, đa số người ta ăn là vậy, ta ăn là tươi rồi sống á hả? Chứ cháu mình về tới đây nó nụng cu téo rồi. Hôm nay đây mình làm chén nước mắm đi, mình chạy lên chỗ mua mình ăn. Nó giống không? Là chén mắm mắm thái cho ngon ha. Lên nó phải anh đem để mình cắn một cái. Phải hỏi là anh có cái bàn không? Cho em mượn cái bàn. Giật cái thì mới được. Thằng nào không giật lỗ quán chịu. Cua, tôm, mực. Cái nồi cháo cua của anh em Bin chắc cả nhà khỏi phải bàn cãi quá. Làm sao mà đi ra mà nó đậm đà cỡ này được. Nửa ký tôm, nửa ký mực. Chắc chừng 3 ký cua á. Thêm 10 tiếng không dịch lộn nữa. Mình nói là tối nay ăn ngủ tối ngủ khỏi bắt ma cái gì mát khỏi bắt ma hoặc mát luôn. Dạ chú Bin ngủ mới lạnh này khoai khoai đắp mền này. Cái món gì ăn nhanh được, món lẩu ăn nhanh cũng được, riêng cái món cháo là phải hấp từ từ. Từ từ nó không bữa. Nhất nhất tâm cua cá vô. Ừ. Cứ vô ăn ngại. Con cứ gì thấy nó nào ngon nhất. Trước đây. Cua cá. Bạn không đi. Ở đây có cá đâu. Mà con cá. Cá mực tôm. Cá mực tôm là cần làm sao? Là cá mực tôm hả? Ủa? Cá mực. Cá mực mới đúng. Cái nào cũng giống nhau mà. Cái câu trước có giống như chàng như câu sau mà. Cua mực tôm. Cua mực tôm. Mình nói gì không nói luôn. Bắt nó xong rồi nghĩ lại cái nước cái sao nó giống như vậy nghĩ. Đó. Tôm nhẹ. Cua nhẹ. Làm mấy tính cho mát coi. Bao mát luôn. Là em tính rồi. Tới thứ ba rồi đó. Đó. Vô. Có vẻ là mình hơi khéo hơn hai thầy trò nữa.
Đó, thấy chưa, thấy chưa. Em cũng tìm nhầm tứng cái bộ này, cái này em làm cái hơ luôn á. Gọn hơ luôn á. Cái này biết tại sao mà bị luộc tứng tước không? Tại mấy lần tước hồi đó mình đi ăn á, dùng y chang như mọi người vậy, lắc bỏ vô. Nhưng mà tầm khoảng 10 đến 15 phút cái tứng ngọc dịch nó mới chín. Chứ nó không có chín liền. Giờ mình mới bẻ ra nó còn đỏ đỏ. Nó còn đỏ đỏ quay, cái diện quay thì hồi nãy mình không có nghĩ tới, nhưng mà cái vấn đề nó chín lâu lắm. Ngồi húp hết hai chén cháo á thì cái hộp dịch nó mới chín, nó ngán thôi luộc tước cho rồi. Cái nước cũng còn nằm chi y chang đó hả? Rồi lấy chén cháo lỡ mình nuốt vô luôn rồi sao? Cái tính á. Sao không? Mình đạp tổng mình nuốt vô luôn. Mình nuốt cũng ăn luôn. Không có luộc mà con cái gì mà con đập vô tổng nấu con nó chín đó. Thì như cái cách đó thì cái nước ngọt của hộp dịch nó ra ở trọng, nó ra cái nước cũng như đỏ đỏ, nước máu á nha. Nó ra trong đó. Nhưng mà biết nghĩ nước chào nó cũng vô trong đó. Cái sao cũng vô mà. Thì có cười hồi lúc làm công ty á, nó đầu hộp dịch cái bắt đầu chị kia nó luộc dịch ngon. Cái hỏi chị luộc xong không thì đổ nước vô, bắt đầu mình canh giờ bắt đầu ra nó tóc là ngon. Không chị nó bậy rồi. Thì phải bỏ bột ngọt với muối vô mới ngon. Tại hộp dịch rồi bỏ bột ngọt muối làm gì? Nhiều người nghĩ là nó sẽ không thấm vô trong. Nhưng mà tại sao lại có cái món mà hộp dịch luộc nước dừa? Đúng rồi. Nổi tiếng ở Sài Gòn. Nó người ta dùng nó thấm vô trong á. Nó thấm vô trong á cái nhà. Từ từ nó thấm vô. Nếu mà mọi người nghĩ mà cái tiếng hộp dịch nó không thấm vô trong á, cái vỏ nó bao còn cứng quá thì chắc lẽ là làm cái món mà hộp dịch muối không được. Đúng không? Nó sẽ thấm vô trong nha cái nhà. Từ từ vô nhé, thấm vô. Tại vì cái món mà hộp dịch muối á là ra nấu bằng muối hột. Cái nấu mà chừng nào mà khao quậy mà cái muối hột nó không còn tan được nữa luôn á. Không còn tan được nữa. Tôi bỏ muối hột nấu nha, nấu tinh bếp luôn, nấu cho nước sôi luôn. Quậy chừng nào mà nó không thể tan nữa mới bỏ cái trứng muối vô, cái hộp dịch vô mình muối. Muối thời gian như là tháng hay nhiêu á thì Bin không gõ nhớ nữa. Nhưng mà muối là mình phải quậy cho thiệt. Mình bỏ là mình quậy, khi nào mà quậy mà nó dạng mà nó bảo hòa nó không còn tan nữa luôn á thì mình mới muối được hộp dịch. Nè cậu tứng nè. Nè lụm luôn đi. Thôi em 3 tứng rồi, em dữ lắm rồi. Còn 2 tứng rồi. Ăn tối nay em mà khó ngủ luôn á. Thức luôn. Mát quá mát hả? Quá tươi. Không đúng là nồi cháo nó đậm đà và nó đặc sắc quá cái nhà ơi. Có nhiều thứ quá, tát rồi tát kia là cũng dữ lắm rồi. Nóng hoài luôn á. Ăn cái cục mực nó giống như cái tứng như con gì á. Nó tần giò tấn tươi. Mà nãy chắc hai ngón tay dài vậy nè cái nhà mà này Bin bỏ vô á, Bin không có vớt ra giờ nó teo lại chắc còn được hơn nữa. Nó ra nước ngọt không? Mà con mực nó dễ teo lắm biết. Con mực mà mình nếu mà mực tươi mà biết cách ăn á, bỏ vô nó vừa chín rồi nó rất là giòn ngon luôn. Với lại nó không có teo lại như vậy. Con tôm cũng vậy thôi. Con tôm hồi nãy giờ anh em Bin múc ăn nó cũng còn lại chút xíu. Nó teo quá. Teo lại. Bởi người ta nguyên chảo ăn muốn hết luôn. Ngon. Thôi ba anh em Bin tạm biệt cả nhà nha. Bye bye cả nhà.